Xin chào mọi người, mình là Kim Vạn đến từ Sao Thể Thao đây. Thì vừa rồi mình có mặt tại sân vận động Thống Nhất để tham dự buổi họp báo giải AFC Women Champions League cho trận thi đấu tiếp theo. Thì mình sẽ nói sơ qua tỷ số của ngày thi đấu thứ nhất. Ngày thi đấu thứ nhất thì là đội Nhật Bản chiến thắng đội Ấn Độ với tỷ số 17-0. Đó được coi là một tỷ số phải gọi là hiếm khi đội bóng nào đạt được. Và đội Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng đội Đài Loan với tỷ số 3-1. Vào ngày 9 tháng 10 sẽ là trận đối đầu giữa đội Nhật Bản và đội Đài Loan vào lúc 15 giờ tại sân vận động Thống Nhất. Và trận thi đấu tiếp theo vào lúc 19 giờ là đội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với đội Ấn Độ. Và các đội bóng nhận xét như thế nào về các trận đấu trước, cũng như là liệu chị Huỳnh Như vừa gặp chấn thương trong trận thi đấu trước thì sẽ ra sân vào trận thi đấu tiếp theo hay không? Thì để có những cái nhìn khách quan cũng như là có thêm các thông tin một cách chính xác thì xin mời mọi người xem những hình ảnh về buổi họp báo ngày hôm nay đằng sau chiếc video này. Xin mời! Worried, but at last everything went well, and
set the score and contributed largely to our mentality. And everyone, we are very excited. We are trying our best to reach the final goal.
Được sự ủng hộ của từ Fastlab hỗ trợ, năm ngoái cũng có cái giải ấn tượng là du lịch, cho nên là cái sự ủng hộ và support từ trung tâm rất là quan trọng đối với đội, cho nên lần này cũng là một điều tiêu chí họ đến đây không ngại vượt xa để họ đến bất cứ nơi nào và ủng hộ cho đội, thì đó là cái tinh thần để giúp cho đội quyết tâm và được mong kết quả tốt để trả lời cho tăng lên cái yêu cầu đó là thiết đáng cho họ để đạt được thành tích cuối cùng. Actually, the supporters of Hong Kong have been with us all the time and all the way. They were a part of our successful to be the champions of the league, national league last year. And for this year, the AFC Champions League, they came with us again. And this gave us the strength and the motivation to fight, to have the best fighting spirit for the goal. And we will try our best to meet with their hearty support and expectation. Và câu hỏi này dành cho đội Văn Trung như vậy là chúng ta lại thấy là sức mạnh của đội Nhật ở trong cái trận đầu ấy. Vậy thì ở cái lượt trận thứ hai này thì đội Văn Trung đã có cái chuẩn bị một cái kỹ thuật gì đặc biệt gì hạn chế sức mạnh của họ chưa, và cái tình hình của đội về năng lượng có cầu thủ nào bị chấn thương không? So curious for the player from the technical world. So you have seen the last match and you have recognized the strength and the domination of all our athletes for the game. So what will be your preparation tactically, specifically for the game tomorrow? And what is the situation of the team now? Right now, the team has done everything we can to prepare, because we know the Japanese team is at the top of their league, and we are learning a lot. We will be learning a lot from them, and we will bring that very valuable experience back to Taiwan. Thực ra thì trong trận đấu vừa rồi thì chúng tôi đã làm hết sức để có thể, và trong trận đấu sắp tới với Nhật Bản chúng tôi cũng thì đội câu lạc bộ Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh, và họ là tân vô địch của giải vô địch quốc gia Nhật Bản, và tôi tin đây là cơ hội tốt để các cầu thủ của chúng tôi có thể học hỏi và đặt hái được những tình hình quý báu. Bạn có sắp
trong cái khoảng thời gian làm việc tại Nhật Bản. Vậy thì bây giờ là người cuối cùng nó sẽ đối diện với các đội bóng như mạnh nhất Nhật Bản, thì hai thầy trò đã có sự chuẩn bị như thế nào? The previous point in course of National Blue Lock, because in the last press conference you shared that in the team there is a Japanese player. These players were saying that they identified you during the time you work in Japan. And now you're going to play against a strong team from Japan. So what will be your preparation, your coach for the game? Earlier, the session, the second press session today, I interview the head coach and the player of
Odisha FC and the Bhutani FC. So first, next to me is the meter with Hong Kong, the headquarters of Ho Chi Minh City, and player Chen Ji Pichang from Ho Chi Minh City. And from Odisha FC, meet Crispin Chetty, the head coach, and the player Nafan. So we will come to work session from the media. Alo, xin hỏi huấn luyện viên Ngọc Cẩm, anh nhận xét thế nào về đội Odisha của Ấn Độ so với đối thủ Đài Loan mà chúng ta vừa thắng ở đây mấy ngày, thì đội bóng đá từ Ấn Độ như thế nào? Xin cảm ơn. So the first question is for the course of University of Wisconsin. So could you please share your thoughts about the game tomorrow and in preparation with the team from Taiwan that you know, victory in last game, what will be your difference? Xin cảm ơn câu hỏi của anh Vũ. Như tôi đã nói trong buổi họp báo trước, thì theo tôi được biết thì đội Odisha và sổ níu vài cầu thủ. Và cho dù cái kết quả trận đấu vừa rồi nó có như thế nào giữa Odisha và đại diện đến từ Nhật Bản cũng như chúng tôi và đội Tây Trung, chúng tôi vẫn giữ những mục tiêu là cố gắng từng trận đấu một không chủ quan, và tôi vẫn dành cho đội Odisha một sự tôn trọng đặc biệt vì tinh thần các bạn ấy trận đấu vừa rồi. So resolve on Odisha again, Opera Red. Like my ladies, basket doesn't matter much to us. We have a better thing, we'll try to keep, you know, to keep up with the same philosophy, the same perception that we will try to our best, you know, in on the game. As I know, Odisha still lack some players who haven't come yet. We would like to show the more respect for the team, because I really appreciate their mentality during the last game against the team of Japan. What matters
only is giving their 100% on the field. I'm not worried about the result. Because there's a thin line between development and result. So now we are in that process. For your question, like how women's football is developing in India, finally we are having a little bit of a structure. Where we have our own domestic leagues. So we have started playing home in our game. So I think it's a very good start for women's football in India. And we representing in Asia, I think itself is the testament that we want to grow as a footballing nation. So I think we are in the right pathway. Tôi thấy đầu tiên thì thực sự là cái tỷ số của trận đấu vừa rồi gặp đối với Nhật Bản là một tỷ số hết sức nặng nề, và điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến cái sự kỳ vọng của mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Và về mặt chuyên môn thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tỷ số này, nhưng mà điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi phải vươn lên vượt qua được cái trận thắng này để cố gắng cho trận đấu tiếp theo. Và về mặt tâm lý thì chúng tôi cũng đã cho cổ vũ của mình chuyến đi để xả stress, để mà giải tỏa những cái áp lực tinh thần. Và điều tiên quyết là đối với tôi, kết quả của trận đấu không phải là điều quan trọng nhất, bởi vì chúng tôi cũng đang trong giai đoạn phát triển của đội này, và điều quan trọng nhất là toàn đội phải thi đấu 100% cái khả năng của mình. Đối với câu hỏi thứ hai thì thực sự thì công tác quản lý tiến độ gần đây đã có những cái bước phát triển khởi đầu, và chúng tôi đã hình thành được những cái giải vô địch quốc gia Mỹ của tiến độ, và đây là một cái bước quan trọng để chúng tôi cần bước ra châu Á và phát triển tiến độ, và chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đi đúng hướng. So the question is for Hank also for Spin. So for the game tomorrow, what do you think the chance for Hank Yu that we plan to start again? So for the last game, he know that there were only 5 substitutions on the bench. So he wonder if this player how come and how that could affect your performance tomorrow. Like I said, we can have excuses. So we had left, we had injury to players in the last time before we left for Vietnam. There an accident of our main player. So, but see then. We had to apply for visa for new players, and also we have not got their visa. But we are not worried whether they come or not. We are here to play. Yeah, we are here to play. We are here to learn. So I think we will have to motivate ourselves and keep our mindset positive and be in the field to play against Ho Chi Minh City tomorrow. Thì thực sự như tôi đã nói thì trong bóng đá thì tôi cũng có cớ để đưa ra cái lý do gì để mà bị mất cái mình. Thì thực ra thì ngoài cái việc quy quán một số bộ này thì chúng tôi cũng có một chấn thương cái tai nạn vừa rồi trong trận đấu vừa rồi, và hiện giờ thì chúng tôi đang cố gắng động viên những sự động viên tốt nhất cho các cầu thủ, và cũng tới đây đạt được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai.
thật một cái trang thống của hội rất là tốt, nhưng mà điều may mắn thì nếu như ghi bàn thì tớ có thể là em sẽ tạo một cột mốc về độ tuổi lớn tuổi nhất ghi bàn ở trong những năm các bạn, thì em có kỳ vọng là sẽ như thế nào để đấu sắp tới và có sẽ ghi bàn. For the players who are the player of the CDFC, because for the last game you missed, the players scored the chance, and if you could have liked it, you would become, you would make a benchmark for yourself, like the player with the ball aging to score a goal with the aging to not stick his wings, so you can think about that, and what your expectations are. So the brand for the player from Odisha, because you know that most of the players in the team are very young, and this is the first time you step out in the international level. It's for an unfortunate that you face a strong team and with the difficulties that's strong. You know, for you, the team, how that could affect to your mentality. Obviously, we are unhappy with the result, but we've thought, we've spoken about it, we've analyzed and learned from the game. It was a very good learning experience for us, and for right now, our main focus is to play the next game and get all the 3 points. Thực sự có nhiều rồi là kết quả nó không như mong muốn, và chúng tôi thì cũng trẻ, và qua thành phố đó thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều, và đối với chúng tôi thì đây là những điều giá trị và các mục tiêu của toàn đội là luôn thi đấu tốt thành phố ngày mai.
The question for the head coach of Melissa. For the last game, when you, the player, just came back from Montreal, she had two performances, she scored two goals. So what is your impression about her, and what would be your solution to limit her capacity tomorrow? I think she's a very great player. I think coming back from injury and scoring goal, I think it motivates her more to play for her team and country. And this is a terrific player. It's not about winning only, but Hu Jingming has a very good spine. I think they have a very squad. City captain, she's a very good leader, and they've got a very good spine with the Barrett, Titana and Megan. So I think it's not about her also. So I think it's the whole team is playing very good. But if Wimion is kept in bed, I'll be happy. Thì thực ra là Hồng Dương là một cầu thủ rất là xuất sắc và tồn tại với đội thi đấu sau chấn thương và tay đi hai bàn, thì đây thực sự tiếp thêm động lực cho Hồng Dương và toàn đội. Nhưng mà thực ra đội bóng Hồ Chí Minh không chỉ có Hồng Dương mà những cầu thủ khác cũng là những cầu thủ giỏi, ví dụ như là cầu thủ trưởng và những cầu thủ được tăng cường là những cầu thủ người Mỹ, thì họ cũng thể hiện rất là tốt. Thì theo tôi thì vấn đề ở đây sức mạnh của Hồ Chí Minh không chỉ ở Hồng Dương mà là sức mạnh toàn đội. Nhưng mà thực sự thì tôi hy vọng Hồng Dương có thể được tất ngày mai. Đặt câu hỏi đầu tiên cho hai đội Urawa và
đậm nhất trong vòng hơn 20 năm của câu lạc bộ của mình. Không hiểu là cái tinh thần của các cầu thủ sau trận đấu như thế nào và đối với câu lạc bộ nói chung và cả đội bóng nam lẫn nữ của The Reds nói riêng thì cái việc ra quân tại Champions League như vậy và có người chiến thắng ấn tượng như vậy có cái tác động như thế nào đến lịch sử và quá trình phát triển của đội bóng. So a question for Red Devon ladies, because after the sort of victory reach with the score of 17 goals, that can be the largest score of your team in history. So what does it bring and what does it mean? Willing to postpone their work to follow the team.
So could you please share your thoughts about the fun club?
Right now, the team has done everything we can to prepare because we know the Japanese team is at the top of their league, and we are learning a lot. We will be learning a lot from them, and we will bring that very valuable experience back to Taiwan. Thank you. Chúng tôi đã tạo hết sức để có thể và trong thời gian sắp tới với đội Nhật Bản chúng tôi thì đội câu lạc bộ Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh và họ là thành viên vô địch của giải vô địch quốc gia Nhật Bản và tôi tin đây là cơ hội tốt để các cầu thủ của chúng tôi có thể học hỏi và đặt ra được những cái trận đấu đó. The previous report can cost of Nelson Blue Hawk because in the last press conference you shared that in the team there is a Japanese player. These players were seen and detected by you during the time you work in Japan. And now you're going to play against a strong team from Japan. So what will be your preparation, your thoughts for the game? チームみんなでいいプレーを出して勝って帰ることが自分たちの目標かなと思います。
game and my last game against Publicity, this weekend, the team now he have made so many everything, we have lost a lot of push, and we will try to win the game to be in the fourth and fourth one.